Đó là một ngày yên tĩnh ở một thị trấn nhỏ của Mỹ. Trời ấm, có gió nhẹ. Một ngày chủ nhật bình lặng, giản dị cũng như bao ngày khác. Rất ít người đặt báo thức và hầu hết vẫn đang ngủ lúc 8 giờ sáng. Đó là loại thị trấn mà mọi người đều biết và tin tưởng những người khác. Có hàng xóm tốt, thoải mái vậy đó. Trong khi vợ ông vẫn ngủ trong ngôi nhà nhỏ của họ, một người đàn ông đã nghỉ hưu ở độ tuổi 60 quyết định bắt đầu một ngày mới. Với một tay cầm cần câu và tay kia là hộp câu cá, ông đi xuống phía bờ kè để đến điểm câu cá yêu thích của mình dọc con sông. Ông thậm chí còn có một cặp bánh sandwich cất gọn gàng trong một hộp đựng đồ ăn trưa bằng kim loại kiểu cũ, bức tranh hạnh phúc của thị trấn nhỏ. Nhưng ông ta bỗng thấy một cái gì đó ngăn cản ông ta trên đường, một thứ gì đó lớn nổi trên mặt nước. Ông đứng yên, ông mong nó chỉ là một miếng gỗ hay một thứ rác mà ai đó đã ném xuống sông. Nhưng trong thâm tâm, ông biết là không phải thế. Thứ nổi trên mặt nước là một xác người. Không lâu sau đó, cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường, kéo thi thể lên khỏi mặt nước. Đó là một kiểu hoạt động ít kinh phí, hoàn toàn phù hợp với một nơi dường như chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra như thế này. Đã không có một vụ giết người nào xảy ra trong khu này trong nhiều năm. Khi họ lật lại cơ thể, không khó để xác thực danh tính. Khuôn mặt nhợt nhạt, đầy nước của một người đàn ông nổi tiếng ở địa phương nhìn chăm chăm vào họ với đôi mắt vô hồn, chết chóc. Một số người tham dự đã há hốc mồm khi nhìn thấy nó. Đã nhiều năm kể từ vụ giết người cuối cùng trong thị trấn. Khi vụ giết người cuối cùng đó xảy ra, nghi phạm chính là người đàn ông này. 10 năm trước, anh ta là một thợ cơ khí thành công ở địa phương. Nhưng tất cả đã thay đổi khi vợ anh ta chết trên một cánh đồng. Khuôn mặt của cô ấy bị đánh bởi một loại dụng cụ nặng nào đó. Đó là một tội ác tàn bạo, kinh khủng nhất mà thị trấn từng chứng kiến. Các phóng viên đã đến từ khắp tiểu bang để đưa tin về nó. Và đó là khi mạng lưới bí mật liên quan đến một vụ việc bi thảm này bắt đầu thực sự được làm sáng tỏ. Trong thị trấn mọi người đều biết người đàn ông và vợ của anh ta không hòa hợp. Anh ta nổi tiếng là có nhiều mối quan hệ với phụ nữ bằng nửa tuổi của mình. Có tin đồn rằng vợ của anh ta đã quá mệt mỏi vì bị chồng bội bạc, lừa dối, cuối cùng quyết định chấm dứt. Nhờ biết rõ về sự không trung thủy của anh ta, cô sẽ buộc anh ta phải chịu mất tất cả tài sản tại tòa án ly hôn. Không lâu sau, khi những tin đồn này bắt đầu, cô ấy đã chết. Chẳng bao lâu, mọi người đều chỉ trỏ, đa phần là hướng về người đàn ông. Anh ta thuê luật sư và phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng đứng trước tòa án của công luận, anh ta đã bị mọi người kết tội. Tuy nhiên, đó là tòa án duy nhất mà anh ta từng bị kết án. Mặc dù có nhiều tình tiết không đủ bằng chứng để kết tội anh ta tội giết vợ, anh ta được tha bổng mọi cáo buộc và được thả tự do, bất chấp danh tiếng của anh ta trong thị trấn sa sút nghiêm trọng. Trong vài năm sau đó, anh ta kết hôn với một trong những người tình còn rất trẻ của mình và câu chuyện kia dần chìm vào bóng tối của những tin đồn và lời thì thầm ở thị trấn nhỏ. Vụ giết vợ của anh ta sẽ mãi mãi không được phá. Với tất cả bối cảnh trong tâm trí người đánh cá, một vài người dân ở địa phương và một số cảnh sát nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã chết của người đàn ông. Cơ thể ướt sũng của anh ta nằm dài trên bờ sông. Một phó cảnh sát dùng tay nghiêng đầu lên để lộ vết thương dài, sâu trong cổ họng, quét sâu đến tận xương. Cổ họng của anh ta đã bị chém và kẻ đã làm ra nó đã cực kỳ kỹ lưỡng. Danh tính của nạn nhân đã được xác nhận, cũng như phương thức giết người. Chỉ còn lại một câu hỏi, ai đã giết anh ta? Vài giờ sau, khắp thị trấn, một người đàn ông thức dậy một mình trên giường sau một giấc ngủ dài sảng khoái. Người vợ trẻ hơn 5 tuổi của anh ấy đã xuống nhà vài giờ trước đó để làm một số việc nhà và nấu bữa sáng để anh ấy nghỉ ngơi. Anh ta dụi mắt ngủ và ngáp dài. Bên ngoài trời là một ngày nắng, thật tuyệt vời, và anh ta có thể ngửi thấy mùi bữa sáng đang nấu ở tầng dưới. Anh ta mỉm cười, đứng dậy, mặc quần áo và đi xuống cầu thang một cách thong thả. Anh ta có thể nghe thấy tiếng vợ của mình ngân nga trong bếp. Khi qua ngưỡng cửa, anh ấy gọi tên cô ấy, và cô ấy đứng hình, cơ thể cô hơi run. Đó có phải là sự sợ hãi? Anh ấy không hiểu. Anh ta bước lại gần. Đột nhiên cô ấy quay lại và hét vào mặt anh ta, giống như anh ta là một kẻ đột nhập đeo mặt nạ và cầm một con dao vậy. Anh ấy nói với cô ấy rằng chỉ có anh ấy, rằng mọi thứ đều ổn. Anh ấy cầu xin cô giải thích chuyện gì đang xảy ra. Thay vào đó, cô hỏi anh ta đang làm gì trong nhà cô và đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy tiến thêm một bước nữa và cô ấy phản ứng dữ dội. Người vợ trẻ của anh ta nắm lấy tay cầm chảo rán và vung mạnh đánh anh ta. Xúc xích và dầu nóng bay trong không khí. Anh ta hét lên trong đau đớn, sốc và kinh hoàng trước khi chạy ra khỏi phòng. Điều gì đang xảy ra? Có phải vợ anh ta đã mất trí? Anh ấy cần được giúp đỡ ngay lập tức. Anh ta lao ra khỏi nhà, nhưng khi ra đến con phố bên ngoài, anh ta không tìm thấy sự an toàn hay thoải mái nào. Chỉ có những cái nhìn bối rối
dò xét từ những người hàng xóm được cho là của anh ta. Tất cả đều quay lại nhìn anh với biểu cảm giống hệt vợ anh, một cái nhìn như muốn nói anh là ai. Khi anh ấy tiếp tục chạy, kêu gọi sự giúp đỡ và chống lại nỗi đau vì làn da đầy dầu của mình, anh ấy chỉ nhận được nhiều ánh nhìn giống như vậy từ những người anh ấy gặp. Họ nhìn anh ta như thể anh ta là một kẻ điên nào đó, chứ không phải là một người vừa là nạn nhân của một vụ tấn công gia đình tàn bạo. Chưa hết, ở nhà của anh ta, vợ anh đã gọi điện cho cảnh sát địa phương để nói với họ về việc kẻ lạ mặt vừa đột nhập vào nhà của cô và cố gắng tấn công cô. Phó cảnh sát địa phương ở đầu dây bên kia không thể tin được những gì mình đang nghe. Một người đàn ông chết trên sông, và trước khi họ có thể báo tin cho cô vợ, cô ấy đã gọi điện để báo rằng một người lạ đã cố gắng tấn công cô tại nhà. Đã quá rõ ràng rằng người lạ mặt này là kẻ đứng sau vụ giết chồng của cô. Mọi người đều biết tất cả người khác trong một thị trấn như thế này có lý do để tin rằng kẻ giết người chồng và kẻ đột nhập nhà của vợ anh ta phải đến từ ngoài thị trấn. Có lẽ là một người lang thang hoặc một người nào đó mà chồng cô đã mắc nợ. Với loại người như anh ta, không có gì ngạc nhiên khi anh ta gây hấn đến mức ai đó ở ngoài kia sẽ muốn anh ta chết. Vụ án đã xong, tất cả những gì còn lại cần làm bây giờ là bắt kẻ điên cuồng bạo lực này và đưa hắn ta ra trước công lý trước khi hắn có thể làm tổn thương thêm một ai khác. Chính xác thì họ sẽ thực thi loại công lý nào? Chà, họ có thể quyết định chi tiết sau. Khi người đàn ông tiếp tục chạy điên cuồng khắp thị trấn, tìm kiếm ai đó giúp đỡ anh ta trong vô vọng, tin đồn bắt đầu lan truyền khắp thị trấn. Ở một nơi mà ai cũng biết ai như thế này, họ cũng có xu hướng tám chuyện. Không mất quá nhiều thời gian để một nửa thị trấn nghe tin về một người đàn ông địa phương được tìm thấy đã chết trên sông với vết cắt từ cổ họng. Chính kẻ điên đã giết anh ta và đã tấn công nhà của người vợ trẻ, và cô ấy may mắn mới chống lại được anh ta. Rằng kẻ sát nhân đã đến từ ngoài thị trấn và bây giờ anh ta đang chạy qua các đường phố làm nhảm như một kẻ tâm thần. Không mất nhiều thời gian để hình thành sự đồng thuận, rõ ràng rằng nếu để yên, người này sẽ chỉ làm tổn thương nhiều người hơn. Tiếp theo sẽ là ai? Nó có thể là bất kỳ ai trong số họ. Người dân thị trấn cảm thấy sợ hãi, khó chịu, không an toàn. Nhưng trên hết, họ cảm thấy hoang tưởng. Hình bóng người đàn ông kia lẩn khuất khắp mọi ngõ ngách. Nếu họ muốn giữ an toàn cho bản thân và trả thù cho cái chết của người đàn ông đáng thương kia, họ cần phải tự mình thực hiện công lý. Nếu không, kẻ xâm nhập này có thể phá hủy hoàn toàn cuộc sống yên tĩnh của thị trấn này. Đó là cách duy nhất. Họ mở khóa tủ súng của mình và trang bị súng ngắn, súng trường. Những người không có súng thì lấy gậy, búa và dao. Một số lấy sẻng và cuốc từ kho dụng cụ của họ. Kẻ điên cuồng này có thể nguy hiểm, nhưng họ có nhiều người. Cùng nhau, họ sẽ tìm thấy anh ta và cho hắn những gì hắn đáng phải nhận. Người đàn ông vẫn chạy qua các con phố, đau đớn, tự hỏi mọi người đã đi đâu. Cuộc sống của anh ta đang sụp đổ xung quanh anh ấy. Và anh ấy thậm chí không biết tại sao. Đây có phải là một cơn ác mộng? Anh ta bị điên rồi sao? Không lâu sau, anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân. Mọi người đang tiếp cận theo nhóm, la hét. Anh ta nhìn thấy một đám đông rẽ vào một góc gần đó và nhìn chằm chằm với súng, dao, đuốc và cuốc. Ai đó chỉ vào anh ta và la lớn: "Hắn ta đây rồi, bắt lấy anh ta." Đó là khi anh nhận ra rằng vì một lý do nào đó, những kẻ điên cuồng này cũng muốn tấn công anh. Anh quay lưng và bắt đầu bỏ chạy. Anh ta không mất trí, nhưng những người khác mới mất trí. Anh ta có thể nghe thấy tiếng rầm rầm của những bước chân đuổi theo. Anh cúi xuống và hét lên khi những tiếng súng vang lên vụt qua anh ta. Một số thậm chí còn ném đá. Tất cả những người này, đây không phải là sợ hãi, đây hoàn toàn là những cơn thịnh nộ. Họ muốn giết anh ta trên đường phố ngay giữa ban ngày. Anh nghe thấy một số người trong số họ la hét: "Kẻ sát nhân, chúng ta sẽ tóm được mày." Trong lòng kinh hãi, anh tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Người vợ đầu tiên của anh ấy, anh ấy đã được trắng án. Việc đó đã từ lâu rồi, nhiều năm trước đây. Tại sao tất cả họ lại muốn bắt anh ta? Tại sao lại là bây giờ?" Sự nhẹ nhõm xuất hiện khi anh ta nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang tiến về phía mình từ đầu kia của con phố. Họ sẽ cứu anh ta khỏi những kẻ điên cuồng khát máu này. Xe dừng lại, hai cảnh sát quen thuộc bước ra. Họ có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ trong hoàn cảnh. Người đàn ông đến gần, cố gắng van xin họ với cổ họng đau đớn, kiệt sức và kinh hoàng. Bây giờ đám đông đang tiến lại gần, anh ấy cần giúp đỡ, anh ấy đang rất cần được giúp đỡ. Nhưng khi anh ấy cố gắng giải thích, anh ấy nhận ra được một bài học đau đớn. Các nhân viên cảnh sát này không phải là người mà anh nên cầu cứu. Cảnh sát cần anh ta nhất lấy chiếc dùi cui ra khỏi thắt lưng và đánh thẳng vào mặt anh ta. Khuôn mặt anh cảm thấy một cơn đau dữ dội khi xương gò má của anh ta bị vỡ. Trước khi anh ta có thể xác nhận những gì đang xảy ra, viên cảnh sát khác đã dùng dùi cui của anh ta đánh vào phía sau chân anh ta
người đàn ông gục xuống đất. Hai người trong số họ bắt đầu đánh đập anh ta không ngừng, trong khi anh ta cầu xin lòng thương xót qua những chiếc răng bị gãy, và sẽ không lâu cho đến khi đám đông còn lại đuổi kịp và bao vây anh ta. Với một đòn cuối cùng vào mặt, mọi thứ trở nên đen ngòm. Khi anh ấy mở mắt, đã là ban đêm, và anh ấy có thể cảm thấy có thứ gì đó đang thắt chặt cổ tay và cổ của mình. Những sợi dây nặng nề cứa vào da, hai tay anh ta bị trói và có một chiếc thòng lọng quanh cổ, đầu còn lại buộc vào cành cây phía trên anh ta. Chân anh ta bấp bênh trên một chiếc ghế bên dưới, dây thừng bị kéo căng và anh ta bị bao quanh bởi những người dân thị trấn. Tất cả đều có vũ khí và nhìn chằm chằm vào anh ta một cách căm thù. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đuốc đang cháy của họ. Cảnh sát trưởng đứng trước đám đông, người vợ đang khóc của anh ta đứng cạnh anh ta. Với khuôn mặt lạnh như băng, anh ta nói, vì tội giết người, anh đã bị kết án treo cổ cho đến chết. Đôi mắt anh mở to lần cuối cùng trong sự hoảng loạn khi cảnh sát trưởng rơi bức ảnh của người đàn ông đã chết được kéo lên từ sông. Cái gì? Không, phải có một sai lầm gì đó ở đây. Tôi không giết người đàn ông đó. Tôi là người đàn ông đó. Tôi thề. Làm ơn đi. Nhưng trước khi anh ta có thể nói thành lời, chính vợ của anh ta đã bước tới và đạp chiếc ghế dưới chân anh ta ra. Mặc dù câu chuyện về nỗi sợ hãi, hoang tưởng, tâm lý đám đông và bạo lực không thể kể xiết này có vẻ tự nhiên, phù hợp với tính cách của một bộ phận con người, nhưng nguyên nhân gây nên kết quả này là một thứ không phải con người. Đây là SCP-3852, còn được gọi là công lý nơi thị trấn nhỏ. Đầu tiên, hãy gặp SCP-38521. Cho dù cảm giác của bạn có như thế nào, tôi đảm bảo với bạn rằng bạn không nhận ra anh ta. Anh ta là một xác chết nam giới không xác định và cũng là một nhân tố trong hiện tượng SCP-3852. Có rất nhiều cá thể SCP-38521 và tất cả chúng đều giống hệt nhau về mặt vật lý và sinh học. Và nếu bạn gặp phải một trong số đó, trừ khi tổ chức SCP có thể can thiệp kịp thời, điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Nói một cách đơn giản, một trong số những xác chết không xác định này sẽ xuất hiện trong phạm vi một thị trấn nhỏ hoặc ngôi làng với dân số hơn 2.000 người ở bờ đông hoặc trung tây của Hoa Kỳ. Khi ai đó nhìn thấy xác của SCP-38521, hiện tượng SCP-3852 sẽ bắt đầu. Mặc dù không có thương tích bên trong hoặc bên ngoài, các nạn nhân chịu tác động bất thường của nó sẽ tin rằng đó là một người từ thị trấn của họ, người đã bị sát hại gần đây, mặc dù thực tế là nạn nhân này còn sống trong thị trấn. Mặc dù ban đầu người ta tin rằng việc lựa chọn nạn nhân được gọi là SCP-38522 hoàn toàn là ngẫu nhiên, vì càng ngày càng nhiều sự cố SCP-3852 xuất hiện kể từ lần đầu tiên được ghi lại vào năm 1978. Một đặc điểm chung bắt đầu xuất hiện, người ta phát hiện ra rằng các nạn nhân đều là những người được cho là đã phạm một số tội nghiêm trọng hoặc nhiều lần trong quá khứ, nhưng đã được tráng án hoặc được xóa tội danh. Nhưng khi hiện tượng bắt đầu, một diễn biến đáng sợ xảy ra. Trong khi cơ thể sẽ mang danh tính của nạn nhân đối với một số công dân của thị trấn, nạn nhân thực sự sẽ trở thành một người lạ phi nhân tính, một người ngoài, một người sẽ bị nghi ngờ sẽ sớm phát triển thành chứng hoang tưởng. Và cuối cùng là cơn thịnh nộ không thể kiểm soát và cơn khát máu. Nhưng sự giận dữ của đám đông nhắm vào một người là một chuyện, một thị trấn bị biến thành cảnh tượng như đang có nội chiến lại là chuyện khác. Đám đông sẽ tự trang bị và tiếp tục truy lùng bị cáo. Trong quá trình này, nếu bất kỳ ai trong thị trấn cố gắng ngăn cản họ, chẳng hạn như khi các cá nhân cố gắng đứng ra thay mặt bị cáo, khuyên đám đông thận trọng và tiếp cận tình huống một cách hợp lý, như xảy ra trong nhiều sự kiện SCP-3852, họ cũng sẽ bị nhận thức khác đi. Người ta ước tính rằng từ 11 đến 27% cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ không muốn tham gia vào nhóm. Và khi họ bác bỏ các cáo buộc, họ sẽ bị buộc tội cố gắng cản trở quá trình công lý. Khi bạo lực cuối cùng nổ ra, họ sẽ không được tha. Khi nạn nhân bắt đầu được tìm thấy, họ sẽ bị hành quyết một cách thô bạo. Tại thời điểm đó, tất cả người dân thị trấn sẽ bắt đầu cư xử bình thường. Và cuộc sống sẽ lại một lần nữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, mọi người sẽ đưa ra những lời kể không nhất quán về những gì đã xảy ra. Nhưng không ai sẽ phải trải qua bất kỳ tác động đau thương lâu dài nào do tham gia hoặc chứng kiến sự kiện bạo lực. Kể từ khi hiện tượng lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1978, tổ chức SCP đã ghi lại 16 sự cố SCP-3852 khác nhau. Một số trong số đó đã được thêm vào các tệp chính thức cho mục đích lưu trữ. Một lần như thế, có mã EV-38527FAT là sự kiện đầu tiên mà tổ chức gặp phải. Trong sự kiện 3852 này, xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở India, 368 người đã bị ảnh hưởng bởi các tác động bất thường khi thi thể SCP-38521 được bắt tại quảng trường thành phố ngay sau khi mặt trời mọc và được xác định là thuộc về một người đàn ông thất nghiệp 28 tuổi ở địa phương tên là Zilin. Không mất nhiều thời gian để các công dân tìm ra Zilin thật, khiến chàng thanh niên tội nghiệp cố gắng chạy trốn khỏi hàng trăm người đang tìm kiếm anh ta. Cuối cùng, anh ta đã bị bắt bởi những người dân thị trấn. Khi cố gắng vượt qua một con sông để trốn thoát khỏi thị trấn, anh ta bị kéo từ sông lên
phải bị đánh đập dã man. Sau đó, anh ta bị kéo trở lại quảng trường thành phố và bị treo cổ vì tội giết chính anh ta. Tổ chức SCP đã thu hồi xác chết bất thường của SCP-38521 trước khi thẩm vấn những người dân còn lại trong thị trấn và tiến hành mất trí nhớ. Một sự kiện thậm chí còn tồi tệ hơn đã xảy ra 18 năm sau ở Ohio, được ghi nhận là EV-38521C1K. Lần này, 572 người đã bị ảnh hưởng với SCP-3852 khi thi thể của một người đàn ông địa phương gây tranh cãi tên là Hector được phát hiện trong sân trường gần đó. Hector từng là một công nhân nhà máy cho đến khi anh ta tham gia vào một vụ lái xe khi say rượu dẫn đến một tài xế khác tử vong và khiến Hector bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Khi thi thể được tìm thấy, tất nhiên sự nghi ngờ ngay lập tức đổ dồn vào Hector thật. Khi có khoảng 23% cộng đồng phản đối những cáo buộc này, họ cũng trở thành mục tiêu của đám đông bạo lực nhằm cướp đi mạng sống của Hector vì cái mong muốn thực thi công lý của họ. Sau đó, khi phỏng vấn một trong những kẻ cầm đầu của đám đông, một người đàn ông 52 tuổi tên là Matthew Escott, tổ chức đã phát hiện ra rằng cả anh ta và bất kỳ thành viên nào khác trong đám đông đều nhận thấy sự trùng hợp kỳ lạ rằng kẻ giết Hector cũng là một người đàn ông bị liệt, có cùng dáng người như Hector. Như dự đoán, không ai liên quan dường như thấy có chút tội lỗi nào hoặc thậm chí nhận thức đầy đủ về những gì họ đã làm để thực thi công lý. Hector và những người đang cố gắng bảo vệ anh ta đã bị đuổi vào một nhà kho bỏ hoang ở rìa thị trấn. Đám đông đã lôi Hector và những người bảo vệ anh ta ra và giết hại tất cả họ một cách dã man. MTF Epsilon 6, còn được gọi là làng ngốc, một nhóm chuyên về những điều dị thường ở thị trấn nhỏ, đã được gọi đến để lấy xác SCP-38521 và dọn dẹp đống lộn xộn sau đó. Tình cờ, một đoạn video về cuộc tàn sát bằng cách nào đó đã bị dò dỉ lên trang web chia sẻ video YouTube. Vài năm sau đó đã gây ra một tình huống phiền phức cho tổ chức. Cuộc điều tra về người đã quay và có lẽ đã tải lên video đó đang diễn ra và bất kỳ thông tin nào bạn có thể có về danh tính người này nên được báo cáo cho nhân viên tổ chức gần nhất để họ có thể thủ tiêu. À, ý tôi là phỏng vấn. SCP-3852 là một dị thường cực kỳ quỷ quyệt bởi vì ngay cả trong trường hợp tốt nhất có thể, ít nhất một người phải chết. Để thị trấn được bình ổn và thoát khỏi những tác động bất thường của SCP-3852, nạn nhân được chỉ định là SCP-38522 phải được xử lý, dường như không còn cách nào khác. Khi thành viên của làng ngốc được cử đến một thị trấn đang trong cơn thịnh nổ của SCP-3852, họ được hướng dẫn nghiêm ngặt để xử lý cá thể SCP-3852 càng nhanh càng tốt và phân phát thuốc gây mất trí nhớ để tránh đổ máu thêm không cần thiết. Sau đó thu thập thi thể của SCP-3521 và mang nó trở lại để quản thúc cùng những cá thể khác tại một địa điểm an toàn của tổ chức. Đương nhiên, tổ chức SCP vẫn theo dõi các hoạt động kỳ lạ, thù địch phát sinh ở các thị trấn nhỏ vì sợ rằng đó có thể là một sự cố SCP-3852 khác đang diễn ra. Không cách nào để dự đoán nơi bất thường sẽ xảy ra tiếp theo vì bất kỳ nơi nào có dân số chừng trên 2.000 người ở bờ đông hoặc trung tây đều dễ bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của nó. Do đó, nó đã được xếp loại Cater để phản ánh những thách thức mà nó tạo ra đối với việc ngăn chặn. Thực tế SCP-3852 dường như chỉ tấn công những người có tiền sử tội phạm bị cáo buộc trước đây, cũng không có tác dụng thu hẹp danh sách này. Rốt cuộc thì mọi thị trấn nhỏ, dù bình dị đến đâu, đều ẩn chứa những bí mật đen tối. SCP-3852 tạo thêm một cách để đưa những bí mật đó ra ánh sáng. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-056, một người đẹp, một thực thể dị thường khác có thể khiến bạn làm những điều kinh hoàng. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký với bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.